Pháp Sư Tịnh Không Chào chư vị đồng tu, chào mọi người Mấy ngày gần đây Chúng ta học đến cảm ứng thiên trung hiếu hai chữ này đã giảng không ít lần ở trong hội biên chú giải dẫn chứng đối với hai chữ này cũng đã dùng số trang rất lớn. Đây là có đạo lý. Hai chữ này mọi người đều biết đọc. Mọi người đều biết nói. Nhưng mà hàm nghĩa đích thực của hai chữ này người nhận thức được hoàn toàn không nhiều nếu như thật sự minh bạch rồi họ nhất định có thể làm được họ không làm được chính là do không nhận thức được hai chữ này hoặc giả là nói nhận thức chưa đủ thấu triệt đây là sự thật điều mà cổ nhân nói nhất là phật pháp biết khó làm dễ hành trung hành hiếu tận trung tận hiếu không khó đối với ý nghĩa của hai chữ trung hiếu này thông đạt sáng tỏ triệt để đó quả thật là quá khó Tôi ở phần trước Đã báo cáo với các vị rồi Chư Phật Như Lai Vì Pháp giới chúng sanh Nói ra Vô lượng kinh luận Quy nạp chung lại Cũng chính là hai chữ này Có thể thấy Hàm nghĩa của hai chữ này Thật sự có thể nói là Tận hư không khắp Pháp giới Đâu có thể nói hết được Thế tôn thuyết Pháp 49 năm Cũng chẳng qua là vì chúng ta nêu ra cương lĩnh mà thôi chúng ta cần phải từ trong cương lĩnh này mà thể hội mà nhận thức lĩnh hội thêm sau đó chắc chắn là có thể y giáo phụng hành hiếu cái chữ này Chính là nhà Phật gọi là Cái toàn thể của tâm tánh Trong Kinh Bát Nhã nói Là ký hiệu của thực tướng các Pháp Từ cái chữ này Chúng ta có thể thể hội được Ý nghĩa mà nó biểu thị hư không pháp giới, tất cả chúng sanh với mình là một thể. Ai có thể nhận thức được? Ở trong kinh Phật nói là pháp thân đại sĩ. Tại sao họ có thể nhận biết vậy? Bởi vì họ chứng được pháp thân. Sao gọi là chứng được Pháp thân? Khẳng định Hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh là chính mình Cái khẳng định này Mới gọi là chứng được Pháp thân Cái ý nghĩa này Chúng tôi ở phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi giờ chúng ta với tất cả chúng sanh còn có biết bao nhiêu mâu thuẫn có biết bao nhiêu sự hiểu lầm có biết bao nhiêu là xung đột đều là do chưa hiểu rõ chân tướng sự thật hiểu rõ chân tướng sự thật thì đâu có những sự việc này những sự việc này xảy ra là giống như một người bị bệnh vậy y bệnh là gì nhà phật nói tứ đại không điều hòa người này bị bệnh rồi Chúng ta với tất cả chúng sanh không thể điều hòa Là Pháp thân bị bệnh Điều hòa với tất cả chúng sanh Là Pháp thân khỏe mạnh Chướng ngại Pháp thân điều hòa là cái gì vậy? phật ở trong kinh nói rất rõ ràng rất minh bạch kiến tư phiền não trần sa phiền não vô minh phiền não cái mà chúng tôi ở trong buổi giảng kinh gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn có những thứ này cho nên tứ đại không điều hòa pháp thân bất hòa rồi vì vậy khởi tâm động niệm lời nói việc làm đã trái ngược pháp tánh pháp tánh chính là tự tánh tự tánh chính là chân tâm. Người thế gian chúng ta gọi là lương tâm. Lương thiện, chân thuần. Chúng ta làm trái rồi. Làm trái liền tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Tội nghiệp liền chiêu cảm. Khổ báo luân hồi. Quả báo làm sao hiện tiền vậy? Phật nói rất hay. Duy thức sợ biến. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên bạn tư duy thiện, quả báo sẽ biến thiện. Hoàn cảnh đời sống của chúng ta sẽ biến thiện. Tư tưởng ác thì hoàn cảnh đời sống của bạn sẽ biến ác hoàn cảnh mà chúng ta ở thuận nghịch thiện ác không phải do người khác làm chủ tể là do chính mình không liên can gì với người khác tự mình phải chịu trách nhiệm không những chịu trách nhiệm với chính mình còn phải chịu trách nhiệm với tất cả chúng sanh thế gian người đọc sách hiểu được đọc sách rõ lý người tu hành học phật hiểu được Nhưng mà ngày nay, người đọc sách cũng không hiểu rồi, người tu hành cũng không biết. Cái nguyên nhân này ở chỗ nào vậy? Người đọc sách không có đọc sách thánh hiền. Người tu hành không hiểu lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Tùy thuận theo tập khí phiền não của mình Thì đâu có đạo lý nào mà không tạo nghiệp Phần trước chúng tôi đã giảng qua hiếu thuận Thuận cách nói như thế nào vậy? Cậu Đức nói rất hay Là phải thuận pháp tánh Không phải thuận nhân tình Phải tùy thuận trí tuệ Không tùy thuận phiền não Khổng lão phu tử Đặc biệt nêu ra Vua Thuấn để làm tấm gương cho chúng ta. Ở trong mắt của vua Tuấn là không có gì khác giới thiền tài đồng tử. Trong Kinh Hoàng Nghiêm ở trong mắt họ nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là chư phật như lai người ta biết hiếu nhận thức hiếu đều là chư phật như lai một chút cũng không giả tại sao đều là chư phật như lai vậy duy tâm sở hiện tâm là như lai cái mà như lai hiện thì đâu có đạo lý nào không phải như lai thí dụ của cổ nhân nói hay dùng vàng làm trang sức thì mọi trang sức đều là vàng chúng ta vậy mới hiểu ra hư không pháp giới y chánh trang nghiêm toàn là tự tánh toàn là chư phật như lai phàm phu chỉ có mỗi mình ta nói hơi thô thiển một chút tất cả mọi người ở thế gian người nào cũng là người tốt không tốt không tốt chính là mỗi mình ta Ta làm người làm không tốt Thuấn Thường xuyên phản tỉnh hàng ngày sửa lỗi Thiện tại đồng tử Cũng là như thế Cho nên họ có thể ở ngay trong một đời Thành Đại Thánh Đại Hiền Trong một đời viên thành vô thượng bồ đề không có gì khác chính là một chữ nhận biết như vậy mà thôi hàng ngày phản tỉnh hàng ngày sửa lỗi học trung noi theo trung tận trung trung chính là trung đạo đệ nhất nghĩa bát chánh đạo chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp ý nghĩa của chữ chánh đó chính là trung trung là chánh lệch là tà là bất chánh rồi dụng tâm phải dùng trung nhà nho dạy người thành ý chánh tâm thành ý là hiếu chánh tâm là trung Cho nên Người chỉ có sau khi họ thành ý rồi Mới biết dùng trung Nho Phật dạy học Trung tâm là ở chỗ này Nhưng mà chứng ngại lớn nhất Hiện nay của chúng ta là gì? Phân biệt chấp trước không buông bỏ tập khí phiền não quá nặng mấu chốt vẫn là cái mà chúng tôi thường nói là không chịu ham học cho nên bạn không có năng lực khắc phục phiền não của bạn không có năng lực khắc phục tập khí của mình nếu như bạn thật sự ham học bạn nhất định có thể khắc phục được tập khí phiền não của mình người khác mắng ta họ không có đạo lý ta có lý Người khác mắng ta thì làm thế nào Chấp tay rất cung kính lắng nghe a di đà Phật lắng nghe họ dạy bảo Có tâm nhẫn nại lắng nghe Thử xem họ có thể chữa được mấy giờ Họ có thể mắng ta được 2 giờ Mắng 20 giờ Mắng 200 giờ hay không Họ có thể mắng bao lâu Ta cứ ở đó cung kính nghe Chẳng sao cả Mắng không mắng lại Sau khi mắng rồi Qua mấy ngày Họ sẽ xin bạn thứ lỗi Điều hòa rồi Vấn đề giải quyết rồi Họ muốn đánh bạn Thì hãy mau nằm xuống để họ đánh Tôi nói với bạn Tôi chính là loại người này Tôi trước đây khi còn trẻ Người ta chửi tôi Tôi rất cung kính Giờ lúc đó chưa có học Phật Nghiêm người đứng ở đây đó Nghe họ chỉ dạy chưa được nửa giờ Họ chửi xong rồi Chửi tiếp cũng không thể chửi được Tôi ở trong cái đoàn thể đó của tôi Thành tích sát hạch đứng đầu Phẩm đức đứng đầu Làm sao có vậy Chỉ những người chửi tôi đó đem tôi nâng lên Nếu như họ không chửi tôi Thì ông chủ của chúng tôi đâu có biết tôi còn có tu dưỡng như vậy Tốt như vậy Mới cho tôi đứng đầu Cái đứng đầu đó của tôi là giúp họ Tôi cảm tạ họ, cảm ơn họ Là sự thật Ba ngày sau họ đến xá mối Xin lỗi tôi Không nên chửi lại Khi vừa chửi lại Hai người đều bị khai trừ Đều không cần hai người nữa Cho nên người ta đánh tôi Tôi nằm ra để họ đánh Sau khi đánh mấy cái Thì tay họ sẽ không thể đánh được nữa Cần phải hai người đánh nhau Mới đánh tiếp được một người đánh, một người không đánh Thì không thể đánh được Bên cạnh còn có rất nhiều người nhìn thấy Người phải tham học Phải nghe lời thánh hiền Ở trong 53 tham Trải qua việc để luyện tâm bạn không trải qua những việc này, bạn làm sao có thể gọt dũa tập khí của bạn? Làm sao có thể hằng phục phiền não đây? Đây là biết dùng trung. ở trong đoạn này. Nội dung vô cùng phong phú Sự giới thiệu của chúng ta Cùng chỉ đến đó là hết Bên trong Nó đưa ra Tiểu bất hiếu Và đại bất hiếu Là nguyên nhân gì Nguyên nhân vô cùng nhiều Vô cùng phức tạp Mấy điểm mà chỗ này nêu ra Cũng đáng để chúng ta làm tham khảo Ngày nói tiểu bất hiếu Là do thói quen không tốt tạo nên Cái thứ nhất là từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều hình thành nên loại cá tính phản nghịch của nó cái này không thể nói không có đạo lý cha mẹ nuông chiều muốn gì được nấy thứ gì cũng làm thỏa mãn ý của nó đến tương lai có một ngày khi không thể thỏa mãn phiền phức liền đến ngay Cho nên con cái phải dạy dỗ từ nhỏ Từ nhỏ phải biết nuôi dạy ra làm sao Thế gian Việc bất như ý thường rất nhiều phải để chúng có chỗ thể hội dứt khoát không để kiêu ngạo phóng túng điều hợp lý phải cho nó điều không hợp lý nhất định phải hạn chế nó hiện nay làm cha mẹ người biết được cái đạo lý này cũng không nhiều cái thứ hai là thói quen cổ nhân thường nói tập thành từ nhỏ giống như bản tánh tập quen thành tự nhiên từ nhỏ phải hình thành thói quen tốt cho nó khi còn nhỏ hình thành dễ dàng khi đã ô nhiễm thói quen xấu muốn nó sửa trở lại thật là quá khó đây là chỗ lơ là trong giáo dục của chúng ta đối với trẻ thơ không có chú ý hình thành một thói quen từ nhỏ tiểu học của nhà nho biết được cái đạo lý này. Phật pháp mới xuất gia học giới 5 năm. Cũng là bồi dưỡng thói quen tốt. Nhưng mà hiện nay những cái này đều không còn nữa. Nhà nho nhà Phật đều không thấy nữa. tập khí tật xấu của chúng ta hàng ngày vẫn đang tăng trưởng niệm phật tham thiền học giáo đều không hiệu quả lên bục thì biết giảng kinh xuống bục vẫn cứ phạm lỗi như cũ nguyên nhân gì vậy tập quen thành tự nhiên cái tập khí này không dễ dàng khắc phục cái thứ ba là túng dục dục vọng không có cùng tận không biết biết đủ thường vui điều thứ ba này cũng có thể nói không biết đủ cái thứ tư là quên ân nhớ oán loại người này làm sao có thể tận hiếu làm sao có thể hành hiếu tiểu bất hiếu có bốn cái nguyên nhân này bốn cái nhân tố này khiến chúng ta cả đời sống ở trong tội ác nghiêm trọng. Trong kinh Địa Tạng nói, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, khởi tâm động niệm, toàn là tội lỗi. Hay nói cách khác, đời sống của chúng ta là sống ở trong tội báo. Hiện nay cái xã hội này đi đến bất kỳ chỗ nào lòng người cũng đều là lo sợ. Mọi người trong tâm lý cũng đều có linh cảm giống như ngày tận thế sắp đến rồi. Ngày tận thế phải sống như thế nào? Nhà tôn giáo dạy người sám hối Dạy người phải tin Thượng Đế Phải sám hối phải sửa lỗi lời của họ nói không sai nhưng mà hàm nghĩa rất mơ hồ mơ hồ không rõ cho nên hiệu quả vẫn không dễ dàng đạt được tin thượng đế cái gì là Thượng Đế Cách tin như thế nào Chúng tôi ở phần trước giảng qua Bản tâm Chánh trực Vô tư Từ đó cho thấy Chánh trực vô tư chính là tinh thượng đế chúng ta còn có một mảy may tự tư tự lợi đó là không tin thượng đế bạn không có sửa đổi bạn không có sám hối thì cái tai nạn này bạn vẫn không thể sống qua được cho nên nhận thức trung nhận thức hiếu có thể học trung học hiếu tận trung tận hiếu thì cái thế gian này làm gì có tai nạn tai nạn liền có thể tiêu trừ người trung quốc thường nói Gặp xấu hóa thành tốt Gặp nạn hóa ra lành Người nào có thể làm được vậy Hiếu tử có thể làm được Trung thần có thể làm được Điều này trong lịch sử Những công án này quá nhiều quá nhiều rồi Tại sao trung thần hiếu tử Có thể làm được vậy Tâm của trung thần hiếu tử Là cái tâm thuần thiện Thuần là cái tâm yêu thương tất cả chúng sanh. Thuần là cái tâm lợi ích tất cả chúng sanh. Hoàn cảnh tồi tệ tự nhiên nó sẽ chuyển đổi trở lại. Cảnh chuyển theo tâm chính là cái đạo lý này. Tâm chuyển cảnh giới, không phải cảnh giới chuyển tâm. Cho nên là có căn cứ lý luận Chúng ta rõ lý sẽ biết cần phải làm như thế nào Sẽ biết cần phải hóa giải tai nạn trước mắt như thế nào Một người hiểu rõ Một người xúc sắn đi làm rồi Thì người này tai nạn không còn nữa mọi người đều hiểu rõ rồi mọi người đều chịu làm thì tai nạn cộng nghiệp sẽ không còn nạn nước là tâm tham tâm tham tăng trưởng lũ lụt sân hận đây là lửa núi lửa bùng phát vũ khí hạt nhân bùng nổ đó đều là thuộc về nạn lửa do sân hận biến hiện ra ngu si là gió cản trở bất bình đây là động đất Ý nghĩ như thế nào Sẽ cảm nghiệp báo như thế ấy Cho nên chúng ta thật sự Có thể y theo lời dạy của Phật Tu ba góc thiện Không tham, không sân, không si Đối nhân sự thế tiếp vật Tôi đã giảng rồi Lễ nhượng, nhẫn nhượng, khiêm nhượng Thì đời sống của chúng ta sống có ý nghĩa Sống có giá trị Đây gọi là học Phật Như vậy mới là sống đời sống của Phật Bồ Tát Cho nên nhất định phải quay đầu Quay đầu 180 độ Chúng ta mới có thể cứu mình Mới có thể giúp đỡ người khác chào chứ gì đồng tu cho mọi người khổng lão phu tử nói cả đời ngài dạy học là chỉ thuật lại chứ không sáng tác Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giáo hóa chúng sanh Cũng là nói Chỉ thuật lại chứ không sáng tác Cũng chính là nói Những đạo lý mà các ngài nói ra này Đều do quá khứ Từng đời tương truyền xuống Chứ không có sáng kiến của riêng mình Ngày nay Người thế gian thông thường gọi là Sáng tạo Khổng lão phu tử không hề sáng tạo Thức công ni Phật Cũng không hề sáng tạo Những điều mà khổng lão phu tử nói Ngài nói là Do trước đây hoàng đế Hạ thương chu văn vũ chu công truyền thừa lại thích ca mâu ni phật nói là cổ phật quá khứ từng đời tương truyền xuống hoàn toàn không phải do mình sáng tạo chúng ta muốn hỏi những đạo lý này rốt cuộc là do ai sáng tạo không có ai sáng tạo nói thật ra là từ trong tự tánh lưu xuất ra một cách tự nhiên tự tánh của ai vậy là tự tánh của chính chúng ta chắc chắn không phải sáng tác trong kinh đại thừa thường nói tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ đức năng từ đó cho thấy những điều mà đại thánh thế xuất thế gian nói với chúng ta toàn là sự bộc lộ tự nhiên của tự tánh Nhà Phật nói, pháp vốn như vậy. Một mảy may sáng tạo ý mới cũng không có. Đây mới là sự thật. Nói là do bạn sáng tác, đó là đồ giả. Bạn sáng tác là cái của bạn, không phải của tự tánh tự tánh vốn có tự tánh là bản thể của hư không pháp giới tất cả chúng sanh cho nên nói cái sáng tạo của bạn tự nhiên sẽ không phải là lý lẽ chung của tất cả chúng sanh đó là không phải sự thật người hiện nay ý nghĩ sáng tác dày đặc đây là mê đây là phân biệt là vọng tưởng là chấp trước những thứ từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước lưu xuất ra là trái ngược với tự tánh cho nên chúng ta có cái ý nghĩa sáng tạo là mê rồi là đã sai rồi. Cái sai lầm này không những đã đem đến tai họa cho bản thân mà còn đem lại tai họa vô cùng cho đại chúng xã hội, tất cả chúng sanh. Cái đạo lý và chân tướng sự thật này Chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều Phải bình tĩnh mà quan sát Vì mới có thể minh bạch Nho Phật dạy chúng ta Phải tuân theo Góc đạo Góc đạo là gì vậy? là cội gốc của đạo lớn chính là nhất niệm tâm tánh thể của nhất niệm tâm tánh chính là hiếu tác dụng của nhất niệm tâm tánh chính là trung Cho nên Cái thể và gốc Của đạo lớn Là trung hiếu mà thôi Muốn chúng ta Khởi tâm động niệm Phải tuân theo Cõi gốc Đây là tâm hạnh bộc lộ ra Một cách tự nhiên Của thánh nhân Thế xuất thế gian Vậy chúng ta tìm về Nguồn gốc của thiên mệnh cái gì gọi là thiên mệnh thiên chính là tự nhiên từ đó cho thấy hóa ra hai chữ thiên mệnh này chính là tùy thuận tự nhiên nguyên tắc của tự nhiên chính là thiên mệnh xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn, đây là thiên mệnh. Nói theo tự nhiên, tùy thuận tự nhiên, đây chính là người khỏe mạnh nhất, người hạnh phúc nhất người mỹ mãn nhất người không phân giàu nghèo không phân quý tiện biết sống thuận theo tự nhiên biết làm việc thuận theo tự nhiên sự thế thuận theo tự nhiên thì người này chính là thánh nhân từ đó cho thấy phàm phu đã hoàn toàn đi ngược lại tự nhiên chúng ta ngày nay nói phá hoại môi trường tự nhiên thân người đôi chân là để đi nên đi là tự nhiên ngồi xe là không tự nhiên rồi là làm trái tự nhiên rồi cho nên thường xuyên ngồi xe đến khi về già đôi chân không thể nhúc nhích tê dại rồi đây là bị bệnh rồi tại sao lão nông ở dưới thôn quê khỏe mạnh đến như vậy trường thọ như vậy họ thuận theo tự nhiên người sống ở nơi đô thị cái gì cũng hưởng thụ văn minh khoa học kỹ thuật hoàn toàn trái ngược tự nhiên nên bệnh gì cũng có cả ở trong đây đạo lý quá sâu rồi sự tướng quá phức tạp rồi chúng ta suy nghĩ thật nhiều những lời tôi nói này chính là nguồn gốc của tai nạn trên cái thế giới này hiện nay là chúng ta đã hoàn toàn làm trái lại đời sống tự nhiên đã phá hoại môi trường tự nhiên đây là loài người tự làm cho nên quả báo vẫn phải tự chịu làm sao để tự cứu đây những thánh hiền nhân này dạy cho chúng ta thượng đồng thiên chí chúng ta thử nghĩ cái chí của thiên thần thượng đế phật bồ tát là gì dùng tiếng trung quốc để nói toàn là trung hiếu anh em yêu thương nhau đại thánh đại hiền tâm của họ là cái tâm thuần hiếu hiếu cái chữ này ở phần trước đã giảng qua với các vị rồi chính là trong kinh bát nhã gọi là thực tướng các pháp chúng ta bình thường nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái chữ này ở trong văn tự Trung Quốc, văn tự là ký hiệu. Hàm nghĩa của cái ký hiệu này hư không pháp giới là một chỉnh thể. Hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh Là một thể Cùng chung mạng sống Hiếu là biểu thị Cái ý nghĩa này Ở trong Kinh Đại Thừa nói Ngã Có chân ngã chúng ta hiện nay người bình thường nói ngã cái khái niệm này là sai lầm cho nên phật nói vô ngã không tướng ngã không tướng nhân không tướng chúng sanh không tướng thọ giả đây là phật nói với chúng ta nếu như bạn minh tâm kiến tánh rồi có ngã có thường là ngã tịnh có chân ngã chân ngã không phải là cái thân này chân ngã là hư không pháp giới tất cả chúng sanh đó là chân ngã chúng ta hiện nay cho rằng cái thân này của mình là ngã hiểu sai rồi cái thân này chỉ là một vi trần cổ hư không pháp giới mà thôi. đem vi trần cho là ngã. đem hư không pháp giới quên sạch rồi. trong kinh lăng nghiêm phật có thí dụ, thí dụ rất hay. nghe thí dụ biển lớn, biển lớn là ngã. nhưng trong biển lớn lại nổi lên bong bóng nước nhỏ, bằng hiểu lầm cho rằng bóng nước là ta, mà quên mất biển lớn. cho nên Phàm phu không biết có pháp thân, người tu hành không thể chứng được pháp thân. Nguyên nhân ở chỗ này. Người minh tâm kiến tánh, họ giác ngộ rồi. Họ biết được rồi. Biết tất cả chúng sanh là ngã. Thế là khởi tâm động niệm đương nhiên là vì tất cả chúng sanh ý nghĩ tự tư tự lợi hoàn toàn đoàn tuyệt sạch sẽ rồi đây là phật bồ tát với phạm phu chúng ta trong nhận thức cơ bản là không như nhau người ta đó là chân tướng sự thật còn chúng ta hoàn toàn là xa đọa vào trong vọng tưởng từ vọng tưởng khởi phân biệt khởi chấp trước nhận biết thuần chánh đó chính là trí tuệ cái trí tuệ này là tự tánh vốn đầy đủ không phải đến từ bên ngoài dùng cái nhận biết này khởi tác dụng là hiếu để trung tính nhân từ và nhân dân yêu thương mọi vật đây đều là thuận theo tự nhiên không hề có mảy may tạo tác Phạm Phu mê quá lâu rồi Vô lượng kiếp đến nay Đã mê mất tự tánh Sống đời sống gì vậy? Thuận theo phiền não của mình Thuận theo vọng tưởng của mình Thuận theo tập khí của mình Đem nhất chân Pháp giới Chuyển biến thành Mười pháp giới chuyển biến thành sáu cõi luân hồi, chuyển biến thành ba đường ác. Chúng ta ngày nay sống là đời sống gì vậy? Nếu như chúng ta thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi, chúng ta ngày nay sống là đời sống của ba đường ác: súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Không nên nhìn thấy cái thân thể giống con người. Giống hình dạng con người Tư tưởng ngôn hạnh đời sống của họ Toàn là ngạ quỷ Xuất sanh địa ngục Ai biết được Phật Bồ Tát biết Người sáng tỏ Thấy rất rõ ràng Ba đường ác là trạng thái gì vậy Tham sân si là ba đường ác Chấp trước kiên cố Tham danh vọng lợi dưỡng Tham ngũ dụng lục trần Đây là quỷ Đời sống của họ là Đời sống của cõi quỷ không như ý là tâm sân hận liền sinh khởi đố kỵ chướng ngại người khác đó là đời sống của địa ngục đúng sai không rõ tà chánh không biện biệt được Không thể gần gũi thiện tri thức Hàng ngày giới tà tri thức Ở trong Kinh Phật gọi là Thầy tà bản ác Gần gũi giao thiệp với những người này Đây là ngu si Là đời sống của súc sanh chúng ta thử nghĩ đáng sợ biết bao chúng ta tự mình phải phản tỉnh từng giây từng phút không nên đi nhìn người khác phản tỉnh lại đời sống của mình sống là đời sống gì nếu như đời sống bạn sống lời đời sống con người ngũ giới thập thiện viên mãn rồi khởi tâm động niệm lời nói việc làm quyết định tương ưng với ngũ giới thập thiện quyết định tương ưng với hiếu để trung tính chúng ta hiếu thân tôn sư cha mẹ còn sống phải luôn quan tâm chăm sóc cha mẹ không còn phải thường xuyên nhớ ân đức của cha mẹ bản thân cố gắng tu học nhà phật nói đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ cái gì là công đức mặc áo ăn cơm đều là công đức khởi tâm động niệm đều là công đức không dám khởi niệm ác không dám khởi vọng tưởng khởi niệm ác khởi vọng tưởng là một việc sai trái là có lỗi với cha mẹ đây là hồi hướng thật sự không phải nói tôi mỗi ngày niệm bao nhiêu phật hiệu đọc bao nhiêu quyển kinh đem cái công đức này hồi hướng cho cha mẹ cha mẹ không nhận được gì cả tại sao vậy cái phật hiệu đọc kinh đó là miệng mà không có tâm công đức chân thật là đời sống của bạn tương ưng với lời dạy của phật với lời dạy của thánh nhân đó gọi là công đức cái công đức đó có thể hồi hướng cẩn dịch viên đạt cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a còng chấm cơ người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình